Xin chào các em, cảm ơn các em đã quay trở lại với kênh Ami DIY. Và hôm nay chị Ami sẽ mở một cái gói charm chị Ami mới mua nha. Những bạn nhỏ nào mà thích nặng đất sét, nặng đồ ăn, đồ uống hay là những vật dụng cho búp bê thì chắc chắn sẽ thích sưu tầm những cái charm nhỏ như thế này. Đó, chúng ta có nguyên một gói charm luôn, rất là nhiều thứ ở trong đây. Chị Ami sẽ bắt đầu đổ ra. Quá nhiều quá các em ơi. Chị rất là thích những cái charm nhỏ xinh như thế này. Thật sự thì chị cũng ít dùng trong video nhưng mà chị vẫn muốn sưu tầm đó các em. Ở đây thì chúng ta có hình miếng cam, một quả ớt, một cái bánh kem có trái dâu ở trên, rất dễ thương. Đây là một miếng bánh, một miếng bánh mì, một cái charm có hình viên kẹo, rất dễ thương. Đây là một cái charm đất sét. Và những cái bánh dâu rất là đẹp. Chúng ta còn có bánh donut nữa. Thêm một cái bánh dâu. Bánh mì, đây là bánh mì ngọt. Thêm một cái bánh mì ngọt nữa các em. Và một cái bánh cupcake. Một cái charm có hình hoa. Charm này chị Ami cũng chưa biết sử dụng làm gì hết. Kế tiếp là một cái bánh kem. À không phải, đây là một cái bánh mì kẹp kem ở bên trong. Món này rất là ngon đó các em. Tiếp theo hình như là một quả việt quất thì phải. Đúng rồi, chị nghĩ đây là một quả việt quất. Rồi chúng ta có charm hình quả dâu. Những cái charm này thì chúng ta có thể gắn lên quần áo cho búp bê hoặc là làm đồ cột tóc cho búp bê cũng rất dễ thương. Và chị Ami đã có rất là nhiều món ở đây, nhưng nếu chúng ta giới thiệu từng cái thì video này sẽ rất dài, các em coi sẽ bị ngán đó, cho nên là chị sẽ quay gần những cái charm này cho các em xem ha. Kế tiếp chị Ami còn mua được một số charm nước uống rất là dễ thương. Ở đây chị có hai cái lọ trà sữa rất là đẹp luôn, một lọ màu đen và một lọ màu trắng. Tiếp theo là hai ly trà sữa nhìn y như thật. Ở đây thì cũng có dán một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng ha. Kế tiếp là hai ly cà phê, một ly màu xanh nhạt và một ly màu xanh đậm, cũng có dán nhãn hiệu luôn, nhìn rất là xinh các em. Và chị cũng có một cái donut, thêm một cái donut nữa. Chị có một cái bánh kem hình trái tim và một cái bánh quy kẹp kem. Đây là bánh Oreo thì phải. Bốn cái charm này rất xinh đúng không nào, và chị thích nhất là cái bánh hình trái tim này, nó nhìn y như thật. Và cái bánh Oreo này cũng vậy. Kế tiếp thì chị Ami có những cái bánh nữa. Chúng ta có một cái trứng ốc la hình gấu, một cái bánh mì kẹp xúc xích, một cái bánh dâu. Và ở đây chúng ta có một cái hamburger của McDonald's, nhìn y như thật. Mấy món này nhìn thật là đẹp mắt và ngon miệng. Những cái charm cuối cùng đó là một cái bánh mì có trứng ở bên trên. Cái này giống thật quá ha các em. Chúng ta có một miếng dưa hấu, một trái chuối, và ở dưới đây là bịch khoai tây chiên. Và đây là tất cả những cái charm mà chị Ami đã mua được. Rất nhiều đúng không nào? Chưa kể cái video trước chị Ami cũng đã mua được một số charm rồi. Nếu các em thích video và những vật dụng thu nhỏ như thế này thì hãy nhớ nhấn like cho chị Ami nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn đăng ký và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ chị Ami xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.